Chào mọi người, tôi và anh Thắng đang đứng trước một chiếc xe mà nó khỏa thân hoàn toàn. Có lẽ là chúng ta rất ít khi có cơ hội mà đứng trước một cái xe mà nó được bóc trần ra như thế này. Đây là một chiếc xe mới, trừ những chiếc xe tai nạn phải bóc ra phải phục hồi thì không nói làm gì, nhưng đây là một chiếc xe mới. Và mọi người thường hay nói đến vấn đề là giá trị cốt lõi của chiếc xe là gì. Thì hôm nay chúng tôi bắt đầu nhìn một chiếc xe được nhìn từ những giá trị cốt lõi, tức là nhìn từ phần bên trong. Những thứ mà chúng ta không thường nhìn thấy khi mà chúng ta nhìn ra một chiếc xe, nó chỉ có phần vỏ bên ngoài. Anh Thắng, đã bao nhiêu lần rồi anh mổ xẻ một cái xe như này? Thực ra thì tôi là người hay quan tâm đến nó. Nhưng mà để nhìn được những cái như thế này thì cũng là một trong số ít cơ hội. Bởi vì nếu mà chúng ta có đưa nó ra để sửa chữa thì chúng ta cũng chỉ tháo rời một phần nào đó thôi. Tuy nhiên chiếc xe này thì là chiếc xe mới hoàn toàn và chủ nhân của nó đã muốn đổi màu. Và chính vì vậy mà nó được tháo rời tất cả những bộ phận có thể tháo được. Và hôm nay thì nhân cái dịp đấy thì chúng ta mới có cơ hội để tìm hiểu nó một cách tỉ mỉ và rõ ràng hơn. Rõ ràng là khi bóc trần ra này nó có vô vàn chi tiết và chúng ta sẽ được soi rất nhiều những cái chi tiết mà bình thường chúng ta chả bao giờ để ý đâu. Đầu tiên nó có thể nhìn thấy cái này. Hôm nay nó sẽ làm cái buổi gọi là em yêu khoa học để trả lời những câu hỏi tại sao. Thế thì đầu tiên này mọi người có thể nhìn thấy là bạn camera lại gần đây tôi sẽ chỉ cho. Đây là một cái miếng nối bằng tôn này. Nhưng đây là một cái miếng hoàn toàn bằng nhựa. Nhưng nhựa rất cứng. Thế thì cứng đến cái mức mà có thể giòn vỡ nếu mà nó bị một cái lực quá mạnh. Đầu tiên thì em sẽ nói thế này. Chúng ta mở nắp capo rất nhiều lần rồi. Những ai đã đi xe thì ai cũng phải mở nắp capo ra. Và chúng ta thường thấy cái vị trí này, một cái miếng này là một miếng bằng tôn. Nó giống hệt như thế này thôi. Thường nó chạy một vòng như này. Và ở trên chiếc xe này thì nó lại làm bằng nhựa. Nhựa này là nhựa rất là cứng. Chứ bình thường với những cái lực bình thường thì đây, các bạn có thể thấy là nghe tiếng bùng 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 là biết là nhựa nó cứng đến cỡ nào. Thì nhựa này thì làm ra nhựa này để gãy đúng không? Đúng. Tức là gì? Tức là trong trường hợp sử dụng bình thường nó rất là cứng, nó đủ cứng để cho những cái sử dụng hoàn toàn thông thường không thể nào gãy được. Cả một cái đời xe không thể nào gãy được, không thể hỏng được nếu nó không chịu một cái lực va chạm rất là lớn. Tức là nó sẽ trả lời câu hỏi là tại sao thế? Tại vì là nó cần phải gãy. Gãy khi nào? Gãy khi đâm. Đâm khi nào? Đâm khi rất mạnh. Bởi vì khi đâm mạnh thì cái phần nhựa này nó sẽ gãy trước. Và khi cái phần nhựa này gãy thì nó sẽ không làm gãy và không làm cong, không làm chùn những cái phần còn lại của xe nữa. Đấy là một cái cách rất là khôn ngoan khi mà cái xe nó hấp thụ. Người ta gọi là, hay chúng ta hay gọi là cách hấp thụ xung lực khi đâm đấy. Thì đây là một cái phần mà nó đầu tiên của phần đấy mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất. Cái phần khó nhìn thấy hơn là đây. Nếu mọi người nhìn kỹ thì cái phần này thông thường chúng ta hay thấy rằng nó là một cái tháo ra thì nó bao vô lê ra, nó là một cái miếng tôn hình chữ U. Cái chỗ này là một cái cản trước đấy. Thực ra ấy, thì với những chiếc xe cao cấp đến từ châu Âu thì các bạn rất dễ nhìn thấy cái hình ảnh này. Tuy nhiên với một số những cái xe thông dụng thì chúng ta lại thường nhìn thấy một cái miếng này. Nó chỉ là một miếng tôn hình chữ U, cũng khá là mỏng manh. Vậy thì tại sao mà cái xe này nó lại làm một cái này bằng nhôm? Thì xin thưa rằng đây là một cái khung xe mà tôi cho rằng đây là theo tiêu chuẩn của châu Âu. Và anh Minh đọc cho tôi xem họ cái vật liệu nhôm này là... Đây là một cái nhôm đầu 6. Nhôm đầu 6 thì như mọi người biết rằng là nhôm đầu 6 là một lại gọi là nhôm công nghiệp để dành cho các vật liệu cao cấp của nhôm có độ cứng rất cao nhưng có thể hàn được. Còn nhôm đầu 7 là những cái nhôm mà vật liệu siêu cứng thì nó lại không hàn được và nó sẽ không phục vụ cho cái việc là chế tạo được cái đầu xe này. Nên là cái nếu mà nói về để nhôm cứng thì cái đầu nhôm này có lẽ là cứng nhất trong các dòng nhôm rồi. Tuy nhiên tại sao nó lại làm bằng nhôm anh? Thực ra thì thế này. Ở cái phần đầu xe thì nó sẽ có hai phần. Một là nó phải chịu được một cái lực tác dụng đủ lớn để nó không làm biến dạng những cái bảo vệ kết cấu bên trong. Nếu mà bạn đâm vào nhưng mà cái đâm này, cái lực đâm đấy nó chưa đủ mạnh
nhưng mà nó vẫn có thể làm hỏng cái này ở trong đằng sau, thì cái này nó có tác dụng đấy. Nhưng nếu mà bạn có một cái lực tác dụng vô cùng mạnh thì cái này nó lại trở thành một cái, vì nhôm nó thường dẻo hơn so với cả thép, nó trở thành một cái hấp thụ lực để nó không truyền cái lực vào trong cái chassis. Thì cái này cũng là cái thứ mà tôi cho rằng đây là khá văn minh. Mọi người hình dung là khi mà một cái lực đâm lớn, nó sẽ truyền toàn bộ cái lực va chạm đó, các toàn bộ động năng đó sẽ truyền thẳng vào phần người khoang lái, và cụ thể hơn là truyền thẳng vào chính người lái. Vậy thì cái việc cái lực vô cùng lớn mà nó truyền trực tiếp vào người lái ngay lập tức thì nó sẽ dẫn đến cái xác suất tử vong rất là cao. Thế thì cái phần nhôm dẻo này nó sẽ làm chậm lại cái động năng đó, và nó phân tán động năng đó ra các cái phần khác của xe mà nó không truyền trực tiếp vào trong khoang lái. Đấy là nó giúp một phần thụ động đầu tiên để bảo vệ khoang lái. Đây là cái radar phải không anh? Cái này là một cái rất là hay ở trên cái xe này. Cái xe này thì nó có một cái thiết bị an toàn chủ động, nó là cái radar. Nó là cái radar. Và cái radar này thì hack khó nhỉ. Đây là một cái thiết bị an toàn chủ động mà hiện nay nó đang thời thượng đấy, đang mốt. Trước đây thì nó chỉ được trang bị ở trên những chiếc xe cao cấp, nhưng gần đây thì nó các cái xe phổ thông thì nó đã được trang bị. Và đặc biệt đây nó được cấu thành từ một hãng sản xuất rất là danh tiếng, đó là Bosch của Đức. Hy vọng rằng đây là một cái thiết bị đủ tin cậy để mà có thể cứu sống ta cho những cái lúc mà vận hành khi trên đường xảy ra va chạm. Cái hệ thống này thì có lẽ mọi người gần đây cũng đã biết đến khá nhiều. Trước đây thì nó hơi lạ lẫm, nhưng bây giờ cái này nó khá là phổ biến rồi. Có rất nhiều xe đời mới bây giờ đã trang bị thiết bị này. Mazda thì có iSensor, Toyota có TSS và Honda thì có Honda Sensing. Nó cũng đều sử dụng một cái hệ thống tương tự như này. Và cái cục này thì nó giống hệt ở trên những chiếc xe Mitsubishi, giống hệt luôn. Cùng một đơn vị cung cấp, cùng đơn vị sản xuất. Anh Thắng này, có người hỏi em là cái điều hòa của xe này nó có mát không? Cái đấy cũng thiết thực đấy. Thực ra thì hôm trước thì anh cũng đã tìm hiểu cái này rồi. Thế hôm nay trả lời luôn. Thứ nhất, điều hòa của xe này, cái lốc máy ở dưới kia, nó của hãng Sanden của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn vào đây thì mới biết rằng khi mà ngồi trên xe để cái nhiệt độ rất là cao với mức gió rất là thấp mà nhiệt độ ở trong khoang lái vẫn rất là thoải mái, thì đó chính là đây chúng ta có một cái cửa hút gió rất là lớn của xe này, chế tạo một cái cửa hút gió rất là lớn. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là nhà sản xuất rất là tinh ý khi làm các cái tấm chắn để hướng gió vào cái phần làm mát cho ba cái két này. Một là két intercooler đây. Hai là cái két điều hòa. Ba là cái két thứ cấp bên trong và cái nước bên trong làm mát ở trong. Tuy nhiên khi mà gió nó đập vào đây, bình thường ra ở chỗ này nó sẽ bí hơn, thì gió nó sẽ luồn qua những các cái khe này, thoát gió ra. Nhưng nhà sản xuất đã bịt tất cả những cái đây. Em nhìn thấy đây, toàn bộ đây là mút. Toàn bộ mút. Tất cả cái 4 chiều để gió có thể thoát ra ngoài, để tập trung mọi cái luồng gió vào giải nhiệt cho hai cái này. Chính vì thế và cái hiệu suất làm mát của điều hòa rất là tốt. Cái điều hòa này có cái két làm mát to nhỉ? To. Và đặc biệt này, mình sẽ nhìn thấy là nếu ở trên một chiếc xe Honda City ngày xưa mà anh làm, thì giữa hai khe này nó không có tấm chắn, khiến cho cái giải nhiệt của cái két điều hòa, dàn nóng điều hòa nó không được tốt. Trên ở Honda City người ta hay bị chê là cái điều hòa nó không mát, thì không mát lắm. Ngày xưa là mình đã có một cái hội thảo về cái vụ điều hòa có mát hay không đấy, đúng không? Còn cái này thì đấy, nó còn có một cái mút chắn ở đây, khiến cho tất cả mọi cái luồng gió nó được tập trung hết, không điều giải hết nhiệt, không điều hết được. Thậm chí là gì? Thậm chí là khi mà chúng ta đi chậm ấy, chúng ta đi chậm thì cái gió nó đưa vào đây nó không nhiều, thì lúc đấy đã có quạt đây rồi, quạt cưỡng bức và hút
gió cũng qua cả giải nhiệt cho cả ba cái giảm này. Thì đây cũng là một cái anh cho rằng đây là một cái tính toán khá là ưu việt của nhà sản xuất. Thế là câu trả lời cho các bạn là mát, yên tâm. Xoay sâu hơn tí nữa nhỉ. Mọi người thường là cho rằng cái sản phẩm xe nó phải tốt khi mà từng cái phần cấu thành, từng cái vật liệu, từng cái chi tiết, từng ốc nhái nó phải tốt. Thì em thì em thấy rằng là cái phần gọi là chế tạo của cái phần này, từng cái vật liệu này em thấy rất là nuột. Đúng rồi. Mọi người đều hiểu rằng là đều thắc mắc với tôi rằng là ủi cái xe nó tốt hay không á, phải xem là thép độ chịu lực là bao nhiêu, độ bền hay không, cái vật liệu nó có xịn hay không. Cái đấy cũng không sai, cái đấy cũng không sai. Nhưng để kiểm chứng được cái đó thì nó quả là một cái việc vô cùng khó khăn. Nó chỉ có thể kiểm nghiệm được qua những các cái thử nghiệm của những bên có chuyên môn rất là cao và cộng với thiết bị. Thế thì em thấy thế này, với kinh nghiệm của mình thì với kim loại, bề mặt kim loại nó sẽ quyết định là cái vật liệu kim loại này có tốt hay không. Đúng rồi. Thế thì chúng ta có thể nhìn ngay đây, một cái cấu thành vỏ máy đây. Nó có một cái phần cấu tạo đúc cực kỳ nét và cái bề mặt kim loại rất là mịn, không có mắt rỗ. Các cái chi tiết này không hề có bao vía, được làm rất là nét, đúc và đây, tất cả cái phần cấu thành từ ốc nhái trở đi đều rất là nét. Những cái phần ốc của cái bộ phận cổ xả này nó được làm bằng đồng, hoàn toàn được ốc bằng đồng để tránh bị oxy hóa khi mà nhiệt nét. Nó quá cao, rất là nét. Thậm chí là những cái nắp capo này các bạn có thể nhìn thấy rằng nó được làm rất là chỉnh chu và có kết cấu cơ khí nuột, chúng ta thường gọi là nuột. Cái phần nắp capo này chúng tôi đã bóc rời cái phần tấm cách âm ra rồi, cách âm cách nhiệt ra rồi, nên là chỉ đây là phần hoàn toàn phần xương của nắp capo. Chúng ta đang nhìn chiếc xe mà từ cái phần toàn xương sẩu thôi. Các bạn gần vào đây thì các bạn có thể nhìn thấy là đó, ở ngoài này cái phần nhôm này nó sẽ được bắt với cả một cái chassis ở trong. Có cái phần, và đây là chất máy. Cái phần nhựa mà tôi vừa chỉ lúc nãy nó chính là cái phần lông đen cho nó. Cái phần lông đen để là phần đệm này, nhưng mọi người hiểu là cái phần nhôm này và phần thép này nó có độ giãn nở khác nhau, vậy thì nó sẽ cần một cái phần đệm ở giữa như thế này để đảm bảo cái việc là khi mà cái xe nó giãn nở, cái vật liệu kim loại nó giãn nở, nó không gây ra cái sự biến dạng của cái vật liệu nọ đè lên vật liệu kia. Đúng rồi. Và tôi cho rằng đây là một chiếc xe có cái chế tạo khung thân khá là tốt. Tại sao lại như vậy? Vậy thì các bạn có nhìn cái cấu tạo ở đây. Nếu mà ở một số xe thì khi mà chúng ta quan sát thì ở đây nó được phần này, nó được chế tạo sâu vào trong. Nó là một cái mặt phẳng thôi. Và nó chỉ có một tấm cách âm thôi, cách nhiệt thôi. Đúng. Vậy thì chính vì vậy mà cái chỗ gờ này. Đây nó, chính là một phần thép nữa. Đây là một cái gờ thép rất là khỏe. Và lúc đấy ấy, cái thân xe nó dễ bị vặn xoắn hơn khi mà vận hành. Và chính vì vậy mà các nhà độ xe hay làm thêm một cái shoot bar. Tuy nhiên ở cái xe này thì họ làm sẵn trong cái phần thiết kế khung luôn. Thì nó lại có một cái bộ phận mà giữa bên này bên kia nó là một cái thanh rất là lớn. Em thấy là cái khoang xe, khoang máy này nó khá là rộng so với cả một cái động cơ như này. Nhưng mà đây là một cái chiếc động cơ 1.5 turbo. Nhưng mà thường thì em nghĩ rằng là cái nhà thiết kế họ thường build một chiếc xe, ta thường gọi là platform. Thì nó phản ánh cái định hướng và cái hướng phát triển của bản thân chiếc xe đấy trong một ngắn hạn và trong cả dài hạn nữa. Đúng thì rồi. Anh Thắng thì cái platform này nó định hướng vào việc gì? Cái câu chuyện tôi cũng đã từng nói là cái xe này nếu mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta rất dễ nhận thấy rằng đây là một cái platform rất là tiên tiến và nó có thể làm được đa nền tảng. Chút nữa chúng ta sẽ quan sát ở phía trong nữa. Thì chúng ta thấy được là thứ nhất là cái xe này nó có một cái kích thước nó đang nằm ở cái khoảng gọi là C cộng. Tại sao lại C cộng? Bởi vì với một cái đất nước rộng lớn, người ta thích những chiếc xe nó phải dài, rộng, thoải mái, thì cái xe này nó đang đáp ứng được cái đấy. Và đặc biệt nếu các bạn quan sát thì cái
cái cấu tạo của cái thân xe này là cả một cái sàn đằng sau nó là phẳng, nó là phẳng, nó không có một cái gồ lên ở giữa như một số xe. Và cái sàn xe này là cái sàn xe hai lớp, cái sàn xe hai lớp rất là dày. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái platform tiên tiến mà nhiều khả năng, theo tôi đoán là cái platform này nó sẽ để chế tạo cả những chiếc xe plug-in hybrid hoặc thậm chí là để sản xuất ra những chiếc xe điện. Cái sàn xe đấy chính là cái phần mà người ta sẽ để pin ở trong tương lai. Đúng, để pin ở trong tương lai. Bởi vì này anh này, em thấy có một cái phần này rất là hay này, bọt xốp định hình này, tức là bơm bọt vào đây và nó tự phồng lên thành một cái bọt xốp. Thực ra thì thế này, phải nói là nhưng là cách âm cũng là một cái thứ mà rất nhiều xe hướng đến và cũng không có nhiều xe mà được chế tạo một cách tỉ mỉ. Nếu bình thường ở một số xe mình quan sát là cái phần này không có, thì khi tốc độ chạy nhanh, gió luồn qua các cái khe và nó luồn qua đây, nó truyền cái âm gió rít vào phía trong cánh cửa xe và khiến cho cái xe nó bị ồn. Và cái xe này thì người ta đã cầu kỳ hơn là người ta làm một cái vách bằng bột xốp để người ta chắn cái tiếng ồn từ gió vào trong này. Nên chính vì vậy là cái khả năng cách cái bọt xốp này nó là một cái tấm vách này, xong rồi họ dùng một cái keo xốp định hình, tức là bơm keo vào đấy và nó tự phồng lên thành xốp và nó bịt hết tất cả các phần khẽ hở. Đúng rồi. Thế thì cái này chính là lý giải cho việc tại sao có nhiều xe mình chạy nó bị ồn đấy, đúng không anh? Đúng. Nghe tiếng khi mà ta chạy lên tốc độ cao ta bắt đầu nghe tiếng gió hú nó vọng vào cái thân xe, thì cái đây là chính cái phần lý giải cho cái việc đó. Và cái điều này nó có thể cho thấy rằng là chiếc xe này chạy tốc độ cao có thể sẽ không ồn. Nó sẽ đỡ hơn, giảm ồn, nó sẽ đang giảm không ồn. Không ồn thì tức là nhà sản xuất họ sẽ làm mọi cách có thể để có thể triệt tiêu những cái mà gây khó chịu cho cái người ngồi trong xe. Tiếp theo là khung xe, nhưng mà một trong cái vấn đề nữa chúng ta có thể phải suy nghĩ đó chính là về kết cấu cửa xe. Cái kết cấu cửa xe này cũng là một trong những cái thứ mà chúng ta nó sẽ bảo vệ chúng ta. Bởi vì nếu không có cái cửa xe này nó không đủ khỏe thì chúng khi mà bị va chạm ngang thì sẽ dẫn đến ngay cả va chạm dọc nữa chứ anh. Cái cửa xe nó cũng là một phần của kết cấu thân mà. Đúng rồi. Khi cửa xe đóng vào thì nó cũng là một cái phần nối liền liên tục của một cái phần khung xe. Mình có thể nhìn thấy rằng đây cái cửa xe này nó được cấu tạo rất là dày. Cái mặt trong là đúc là đúc liền. Dập liền hoàn toàn. Mọi người để ý nhá. Dở cái xe của nhà mình ra. Cái phần này thường là họ hay là hàn nối này. Đúng rồi. Từ đây. Bởi vì tại sao lại hàn nối ở đây? Bởi vì cái phần khung này nó thường là võng ra ngoài và nó rất và là cái phần này nó tụt vào trong nên là họ thường hàn nối ở đây. Nhưng mà cái này thì họ dập liền. Cái kết cấu liền thì bao giờ nó sẽ cứng hơn rất nhiều so với cả một cái kết nó cấu hàn nối. Tuy nhiên thì với một cái kết cấu cửa này làm xe chật như này thì cái xe, cái không gian ở xe nó cũng sẽ chật đi đôi chút. Tuy nhiên nó lại bù tại lại thì nó sẽ tức là nó tương tự như các cái xe đến từ châu Âu ấy, thì mọi người thường thấy là cái cửa xe rất dày thì nó dẫn đến việc là khoang xe nó bị bé đi một chút. Thì cái đấy là cái mà cái định hướng của nhà sản xuất, người ta muốn là hướng đến một cái xe nó an toàn hơn. Đúng rồi. Thì người ta sẽ buộc phải làm cái cửa dày và hy sinh một chút cái phần không gian bên trong. Để nói đến sự an toàn của cửa thì chúng ta có thể tiến gần vào đây. Trong cái cửa này thì chúng ta có thể nhìn thấy ba cái miếng ta minh để chống ồn đây. Ba miếng này nó có tác dụng gì? Khi mà cái cửa này nó có diện tích gần 1m2 thì với một cái tốc độ rất là cao thì cái cửa này nó sẽ bị dao động. Nếu chúng ta không có cái miếng damping này để triệt tiêu cái dao động đấy đi thì nó sẽ có cái tiếng Anh ơi, tại sao người ta không dán cả cái miếng này? Như em đi độ xe là người ta cả miếng dán bụp phát cho nó cách âm cho nó kín luôn, thì tại sao không làm thế mà lại phải dán từng miếng như dán salon pad này? Thực ra cái này thì bên nhà sản xuất họ đã tính toán hết rồi. Một cái cửa này nó có một cái diện tích cũng khá là lớn. Và dù cái tôn nó có dày như thế nào chăng nữa thì khi mà xe vận hành nó sẽ có những cái rung động. Và chính cái rung động đấy nó sẽ khiến cho xe nó sẽ bị ồn ù. Và nhà sản xuất họ đã tính toán để dán những cái điểm damping này vào đúng vị trí. Thế nếu dán hết thì sao?
Dán nét thực ra thế này, nếu mà mọi người hay đi độ âm thanh ấy, thì hãy thấy các cậu thợ cậu dán hết những cái damping 3M hay là cái gì đấy, dán hết vào đây. Và có rất nhiều xe sau khi dán hết ấy, thì hết ồn luôn. Hết ồn luôn. Và chuyển sang ù. Mà cái ù ấy là cái âm thanh, đó là âm thanh vô hướng. Cho nên nó khó chịu. Như kinh em khủng. Hiểu về âm thanh là âm thanh ù nó là một dạng hạ âm, tức là âm thanh mà cái tai mình nó không tần số thấp, tai mình không nghe được, nhưng mà nó lại gây ra khó chịu cho cái thần kinh của người nghe. Đúng rồi. Nó giống như cái loa subwoofer của hệ âm thanh ấy. Em cảm giác nó như kiểu trời mà sắp bão ấy, cái tiếng ù của trời sắp bão ấy, nó rất khó chịu. Rất khó chịu và đã có rất nhiều người sau khi độ mà nó bị ù ấy thì họ đã phải bóc cái đó ra. Nếu mà chúng ta nhìn vào những chiếc xe của châu Âu mà có cái cách âm được gọi là tốt, ví dụ như của Mercedes chẳng hạn, thì họ cũng dán như thế này, chứ họ không dán kín. Họ cũng cắt ra thành những miếng nhỏ và dán vào đúng chỗ điểm huyệt, đúng chỗ. Thế có vẻ là nhà sản xuất này đã học rất nhanh những cái thiết kế, những cái cách làm thiết build xe của châu Âu đấy nhỉ? Hãy nhớ nó là một đối tác của Mercedes đấy. Không đùa được đâu. Thêm một cái nữa, đây các bạn có thể nhìn thấy đây một cái xương. Cái phía dưới chúng ta khi mà va chạm ấy, thì chúng ta thường bị va chạm ở phía dưới này, ở trên bao lê một chút. Thì đây nó có một cái xương hình chữ V này và hình sóng. Hình sóng này thì nó rất là cứng vững và khiến cho cái cửa này nó hình như cái thép đấy, em thấy nó cứng, nó làm vật liệu khác so với cả cái thép làm cánh cửa. Thông thường nó sẽ là một cái vật liệu thép poron. Thép poron. Nhưng đây các bạn có thể là cái cửa này nó phải kết hợp với cả một cái vật liệu tiêu âm này nữa thì cái khả năng chống ồn nó sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi khi mà âm thanh mà nó lọt qua ấy, thì nó gặp các cái vật liệu này thì nó sẽ triệt tiêu đi, và cái âm thanh nó qua cái nhựa này vào trong khoang hành khách nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái thứ mà tôi cho rằng đây là một cái cách làm rất là thông minh và chỉn chu. Nhiều xe là đi ồn quá là về là phải độ thêm cái này đúng không anh? Em thấy là có xe dán thêm này, nhưng mà cái vật liệu này nó cũng đa dạng lắm nhá. Người ta hay nằm một cái bông túi. Ôi, cái bông túi nó có một nhược điểm là nó ngấm nước. Đấy. Nếu mà cái vật liệu này nó phải vừa đảm bảo cái việc tiêu âm nhưng vừa đảm bảo việc thoát nước, tức là nó phải khô đi khi mà chẳng may có nước vào. Đúng rồi, cái bông túi đấy không là mấy ông làm nâng cấp âm thanh ô tô ấy, thì kiểu gì ông cũng có. Và cái nhưng cái đấy nó đọng nước anh nhá. Rất nhiều xe đã bị mọt cánh cửa là đúng vì rồi. Cái bông đấy. Đúng rồi. Cái việc đấy là cái việc mà ở đây là có rất nhiều 1 2 3 4 cánh cửa và một cái tấm cốp đằng sau đều tất cả đều được dán cái bông tiêu âm. Đó, ví dụ còn đây là một cái cánh cửa sau thì các bạn cũng vẫn nhìn thấy đây là một cái xương ở trong, và cái damping này nó lại hơi đem khác cái damping ở phía trên, và nó cái dán vị trí dán nó cũng khác ở trên. Tức đây là họ đã phải thử nghiệm hết rồi đúng không anh? Đúng rồi. Họ thử nghiệm xem là cái vị trí nào là vị trí chịu rung động nhiều nhất và họ dán cái damping vào đấy. Đúng rồi. Cái cửa rất là dày và được hàn rất là chỉn chu. Dày dặn nhỉ. Vòng ra sau một chút nhỉ. Tôi sẽ không giới thiệu cái xe này nó là xe gì, bởi vì có thể mọi người sẽ nhìn cũng có thể biết rồi. Vì nó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là hôm nay chúng ta sẽ nhìn một cái xe ở một góc nhìn khác, một góc nhìn từ bên trong, để hiểu hơn về những cái cách mà người ta chế tạo ra một chiếc xe. Đây là cái kết cấu cản sau. Cũng tương tự như cản trước, cũng được làm bằng nhôm. Đúng rồi. Nhôm dày gớm. Nhưng mà cái nhôm này nó mỏng hơn nhôm ở đằng kia một chút đấy. Thế ạ? Bởi vì làm sao thì nó ở phía sau mà. Khi mà va chạm thường là cái phía sau nó họ sẽ làm mềm hơn đúng không? Thế trong tất cả các xe là cái phần đuôi xe là phần dễ biến dạng nhất. Đúng rồi. Nó làm mềm hơn. Tuy nhiên đây cũng là một trong số ít xe mà có cản sau như này. Không nhiều đâu. Thường là các bạn đâm thoải mái hỏng cản sau, đến chỉ việc tháo 4 con ốc này ra thay một cái cản khác thế là xong. Cái việc này nó rẻ rất nhiều so với việc là phải nắn lại cái khung xe. Đúng rồi. Nó
chúng ta hay nhìn thấy ở trên những chiếc xe cao cấp đến từ Đức thì nó hay có cái kết cấu kiểu dạng như này. Tức là em hiểu rằng là chiếc xe này họ đang được thiết kế và theo các đặt ra các cái tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của các xe châu Âu. Thế thì xe châu Âu thì như mọi người biết rằng là tốt thì rất tốt, nhưng mà nhược điểm là lại hay hỏng vặt. Nếu như mà có một cái môi trường gọi là cái hạ tầng về bảo dưỡng bảo trì xịn như ở châu Âu thì ok, nhưng mà ở châu Á mình lại không thế anh ạ. Thực ra thì cái đấy tí nữa mình sẽ nói sau, mình sẽ nói thêm một chút ở đây về mặt kết cấu. Các bạn có thể nhìn thấy, ồ đây là cái keo đúng không, đây tất là cả đây cái là vết hàn của những cái mảng kết cấu, các phần nối cơ khí, phần nối vật liệu sau khi họ hàn thì họ phủ một cái lớp keo để gì, để ngăn cho sự xâm thực của môi trường vào trong các vết hàn, khiến cho cái xe này nó sẽ bị mòn. Các cái vị trí này là vị trí nó dễ vào nước nhất này, và rõ ràng đây là một trong những cái rất là cẩn thận này. Đó, rất là cẩn thận, cái lớp keo này đảm bảo rằng là cái vị trí dễ bị oxy hóa nhất nó sẽ không bị nữa. Chúng tôi đang ngồi ở trong cái khoang. Ơi, khoang này nó rất là rộng và trong này nó vô vàn đồ của xe, trong này có rất nhiều chi tiết nhựa của xe. Anh Thắng ơi, đây là cái gì anh này? Đây là cái đèn gầm mở rộng góc chiếu. Cũng của Hella, cái này của Hella đây. Ai chơi độ đèn rồi thì mọi người đều biết là cái đèn Hella là đèn khá là xịn đấy. Xịn mà. Đây bên là đây cái còn lại bên kia đúng không anh? Xe này thì người ta cất đi mất những cái đèn pha rồi, chúng tôi chưa có cái cơ hội để xem những cái chiếc đèn pha. Nhưng đây là các vật liệu nhựa. Nhựa xe, các vật liệu nhựa này thì đều được đúc một cách khá là nuột. Phải nói là khá nuột, và vật liệu là mặt bề mặt nhựa này rất là tốt. Chúng tôi đánh giá bề mặt nhựa tốt, trông mặt nhựa nó khôn mà cái độ cứng rất là cao. Chắc không gãy đâu nhỉ? một cái kết cấu cửa hậu, mọi người cũng có thể nhìn thấy cái kết cấu này nó cũng rất là dày và cũng có những cái thanh chịu lực. Hứa hẹn đây là một trong những cái chế tạo rất là ngon lành. Chúng tôi rất thích nhìn mà những cái phần mà không nhìn thấy, ví dụ như ở mình ấy, những cái nhà người ta có cái tủ gỗ rất là đẹp, bề mặt bên ngoài vác ni rất là đẹp, nhưng mà thường là cái ván hậu hay là cái phần bên trong thì thường hay quên đánh giấy ráp, quên bào, nên là trông nó lam nham. Nhưng mà ở một chiếc xe này thì tôi nhìn rất ưng khi mà chúng ta bóc trần ra, những phần bên trong họ đều làm rất là nuột, chế tạo rất nuột, nó không hề có bao vi, nó không có những cái phần mà ta gọi là đầu thừa đôi thẹo, là không nhhìn thấy ở đây. Thì cái này nó đánh giá được một cái độ chỉn chu của cái nhà sản xuất. Chúng tôi không nói rằng là nó tốt đến đâu, vì cái việc tốt đến đâu thì còn phải đem ra sử dụng hoặc là phải chờ có thời gian. Nhưng mà chúng tôi sẽ đánh giá là cái cách người ta chế tạo nó nghiêm túc đến đâu trong một cái quá trình mà build lên một cái xe như thế này. Để gia tăng sự cách âm vào trong khoang hành khách. À, đây có sự khác nhau đấy nhỉ? Ở phía hộp lốp trước thì cái này nó là một cái tấm nhựa trơn. Nhưng ở phía hộp lốp sau thì đây lại là một cái tấm phủ nỉ, nhựa phủ nỉ. Không, em thấy không phải là nhựa phủ nỉ, nó như là một cái tấm nỉ ép ấy. Đúng rồi. Nỉ ép. Đúng rồi. Nỉ dạng cái nỉ ép công nghiệp ấy. Tại sao thế ạ? Tại vì cái hộp lốp sau, mình đang ngồi trên cái hộp lốp sau. Và nếu mà cái chỗ này mà chúng ta không làm một cách tán âm tiêu âm đi cách tốt thì âm thanh nó sẽ vọng vào trong khoang hành khách. Và chính vì vậy mà ở hộp lốp sau người ta đã dùng cái vật liệu này. Thì đây, nếu mà ai có thể chú ý thì hầu hết những cái chiếc xe cao cấp của Đức thì nó dùng cái này. Và ở Nhật thì ít hơn. Nhật ít em thấy, nhà em có hai cái xe Nhật nhưng mà cũng không thấy có cái này. Đấy cũng là lý do mà hàng ghế ngồi sau thường có độ ồn cao hơn rất nhiều so với hàng ghế ngồi trước. Nhìn cái này nó cũng rất là xịn xò mà.
các cái vật liệu nhựa này đều có cái độ cứng rất là cao, nhìn độ nó không giòn đâu, nó trông nó cũng khá là dẻo dẻo nhưng mà nó rất là cứng, cầm bẻ có vẻ có khó ra phết đấy, không phải dễ đâu. Đây là cái loa đấy. À, xe này dùng loa gì anh? Xe này là dùng loa Sonavox. Em không biết về các hãng loa. Thực ra cái hãng loa này là loa của đến từ Canada. Tuy nhiên với cái xe này thì cái hãng loa của Canada nó đặt nhà máy ở tại Trung Quốc. Thì tuy nhiên rồi, Trung Quốc là công xưởng của thế giới, thì loa này họ cũng lấy từ cái công xưởng đó ra, và chất âm thì chúng ta đã được nghe rồi, rất là ổn, và giá thành thì chắc là không phải nhập khẩu thì giá thành chắc chắn là sẽ phải ngon hơn so với cả cái hàng loa nhập khẩu, đúng không anh? Anh lôi cái này ra em ngó tí. Đây này, cái này là răng cửa. Đây là cái răng đánh cửa nhá. Từng cái vật liệu này nó đều rất là nét, dày. Ôi, phần cao su dày ghê gớm luôn. Các cái phần mạ, nhựa mạ chrome nuột. Thực ra là có một cái mà anh nói với mình nhé. Ở các xe ở Việt Nam mình rất ít thấy một cái xe nó có một cái răng cửa dưới như kiểu này. Cái răng này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Đó. Nó nằm ở đây. Vậy thì nó để làm gì? Khi mà chúng ta vận hành xe thì cái âm từ mặt đường nó dội lên rất là nhiều, thậm chí cả đất bùn. Và cái răng này nó có cái cấu tạo này là để nó có làm cái tác dụng là chắn được tất cả cái âm vọng ở trên mặt đường vào trong khung xe này. Và chính vì thế là cái xe này nó cũng là một trong những xe mà anh khi thử nghiệm thì anh thấy nó có cái chống ồn khá là ấn tượng. Có thể nói là nhà sản xuất họ có vẻ rất chú tâm đến việc là làm cho cái người lái ở trong xe có một cái cảm giác là sung sướng và dễ chịu nhất có thể. Thư thái. Tức là cái xe này có thể là theo em hiểu rằng là định hướng của họ là hướng tới một chiếc xe mà nó thỏa mãn cái trải nghiệm cảm giác là nó sung sướng nhất, dễ chịu nhất, thư thái nhất, chứ không phải là một cái xe đem đến cái cảm giác là phấn khích nhất. Có đúng không? Cũng có thể nói là như vậy, bởi vì ở ba cái clip mà anh đã làm ấy thì nếu mà ai mong muốn một chiếc xe có cái cảm giác lái thể thao thì thực sự là chiếc xe này nó không phải được đấy. Nhưng nếu ai tìm đến một cái chiếc xe thỏa dụng trong cái việc mượt mà, êm ái, yên tĩnh và muốn thể hiện một cái không gian tiện nghi cũng như là rộng rãi. Ôi, tiện nghi con này thì kinh khủng rồi. Đây là một mọi người thấy như nó là một bầu trời công nghệ luôn. Nhưng mà cô anh ơi, chính vì cái bầu trời công nghệ này nên có người hỏi em rằng là thế thì lắm đồ điện tử đến lúc hỏng thì làm thế nào? À, theo anh tìm hiểu thì cái xe này nó anh đánh giá nó rất hay, bởi vì nó rất có rất nhiều các module điều khiển. Bất kỳ những cái ví dụ như cửa cũng là một module điều khiển, đèn chiếu sáng module điều khiển. Có nghĩa là nếu trong trường hợp có bị hỏng hóc một cái nào đó, mở ra rút cắm hoặc phát vào lại chạy bình thường. À, tức là em hiểu rằng là họ thiết lập ra nhiều hệ thống hộp và nhiều hệ thống module điều khiển độc lập để trong trường hợp là xe nó có trục trặc thì hỏng phần nào thay phần đấy. Rất đơn giản chứ không phải là như các cái xe Đức thường thấy. Bởi vì xe này như lúc đầu mình nói là họ chế tạo theo cái tiêu chuẩn người Đức, nhưng mà cái phần điều khiển thì nó lại không thế, nó lại theo một cái tiêu chuẩn nào rất, đấy của rất chúng ta rất, tức là đông. Nó phù hợp rất với thực những tiễn. Cái đúng không? Em nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả những cái thị trường mà nó có cái hạ tầng hỗ trợ về kỹ thuật nó không được cao, thì trục trặc vấn đề gì alo cho hãng sẽ gửi đến phần đúng cái phần đấy xong họ cắm vào thay, thế là xong. Thực ra đó cũng là một cái quan điểm thiết kế của ông kỹ sư trưởng, mà không phải tốt hay là xấu, mà cái quan điểm của một người kỹ sư trưởng là gì? Một chiếc xe phổ thông thì nó phải thỏa dụng những cái yếu tố là
kể cả dễ sửa chữa cũng là một trong những yếu tố đó. Thì cái việc mà dễ sửa chữa nó khiến cho chiếc xe có thể dễ được nhiều khách hàng yêu quý hơn. Đúng rồi, bởi vì là một chiếc xe này là một chiếc xe hạng trung thôi, nó không phải là xe đắt tiền, rõ ràng mọi người biết giá của nó rồi. Và những chiếc xe như thế thì nó chỉ phù hợp với những người có tầm tiền như vậy. Và người ta cũng sẽ mong muốn được chiếc xe mà nó dễ sửa chữa nhất, trục dùng thì sướng nhưng mà trục chặt ở đâu thì sửa ở đấy và nó đơn giản. Chứ cái xe nào mà cũng phải vào hãng, cũng phải nằm đấy cả tháng rồi, xong rồi cũng mất một mớ tiền như là mẹc, như là bim, như là Audi chẳng hạn, thì có lẽ là đại đa số người dân, người khách hàng người ta lại không phù hợp. Để kết thúc cái video em yêu khoa học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc bằng hai cái bộ ECU điều khiển. Tôi sẽ nhìn thấy đẹp kinh khủng. Đây là cái ECU điều khiển hộp số. Cái này. Đây là cái phần tản nhiệt phía trước. Cái này mọi người có thể nhìn thấy cái biểu tượng này. Cái biểu tượng này thì là biểu tượng của Bose. Của Bose. Mà Bose là hãng nào thì thôi không phải nói nữa. Trên cái xe này. Thứ hai là cái ECU trung tâm điều khiển động cơ thì cũng của Bose. Đây. Cũng của Bose. Đây đây, bạn quay từ hướng bên này. Họ cắm ngược xuống, cái chữ Bose nó lộn hơi lộn tù tí. Đấy, mọi người phải trồng cái chuối thì mới nhìn thấy được. Và có rất nhiều những chi tiết khác ở trong cái động cơ này, chi tiết đến phần điều khiển điện tử trong động cơ này của Bose. Nhà cái hãng này nó quen với hãng Bose hay sao đây. Mà nó lắm đồ Bose thế? Đúng rồi. Đây này, đây thế này. Đây thậm cũng là đây là một này. Cái sensor này, một cái sensor. Một cái sensor nó cũng làm của Bose luôn, cũng của Bose và made in Germany này. Đó. Ok, ngon lắm. Tôi chưa được chạy xe này nhiều, chạy tí tí thôi, thành ra là không thể có đánh giá được gì nhiều. Mọi người bảo thôi cứ để thời gian để quyết định cái việc là nó có tốt hay không. Ok, chúng ta cùng để thời gian để quyết định nó tốt hay không. Nhưng trước hết là chúng ta cảm thấy thú vị khi mà chúng ta được nhìn thấy chiếc xe mà được một thiết kế một cách gọi là chỉn chu, tinh tế và gọi là có một cái vì khách hàng khá là cao. Và em nghĩ là với một cái bề dày gọi là khoa học kỹ thuật với nền tảng hạ tầng tốt như là của hãng xe này họ đã có thì rõ ràng là chiếc xe này là một trong những sản phẩm mà em nghĩ là nó sẽ thành công. Đoán vậy thôi, còn việc thành công hay không nó phụ thuộc rất nhiều khách hàng. Hôm nay cái câu chuyện về tìm hiểu về chiếc xe, nhìn từ những giá trị cốt lõi, nó có lẽ là ta sẽ dừng ở đây. Và ai có những cái thắc mắc băn khoăn gì, muốn hỏi gì hãy comment bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời trong những video kế tiếp. Nhớ like và subscribe trên kênh. Cảm ơn mọi người. Xin chào.